Welcome to Meet Han English Teacher. Family and friends for special edition. Unit 11 in the museum. Lesson 5. Reading. Listen and point. Listen and point. Along, in the middle of, at the top of, between, inside, in the middle of, inside, along, between, at the top of. Okay, along đi dọc theo, in the middle of, ở chính giữa, at the top of, trên đỉnh, between, ở giữa, inside, ở bên trong. Listen and repeat. Along, in the middle of, at the top of, between, inside. Now, listen and read. My TED holiday. Listening 105. Listen and read. My TED holiday. Last month was the TED holiday. All of my family came to my hometown to celebrate together. My hometown, Da Nang, is in the middle of Vietnam. My cousins traveled from Ho Chi Minh City by plane. Before Tet, we cleaned our house to prepare for the holiday. On New Year's Eve, there was a party at my grandparents' house. They live at the top of a hill. Their house is very beautiful. There are orange trees and lots of flowers. On the first day of Tet, my brother and I dressed in new clothes, and my grandparents gave us lucky money. We stayed at home with our family. We ate banh chung and fruit. We played lots of games. We visited our friends on the second day of Tet. They had new clothes and lucky money, too. We walked along the beach. We laughed and talked together all day. On the third day, we took gifts to our teachers. My teacher's house is between the beach and the town. I gave her flowers and fruit. My teacher was happy to see me and said, "Happy New Year." My holiday was very happy. I love Tet. By Nguyen Thi Oanh. Now I will explain some new words. Last month, tháng trước. Tết holiday, kỳ nghỉ Tết. All of my family, tất cả gia đình tôi. Came to, đã đến. Hometown, quê. Celebrate, tổ chức hoặc là kỷ niệm. Traveled, đi du lịch. Before Tết, trước Tết. Cleaned, dọn dẹp. Prepare for, chuẩn bị. New Year's Eve, đêm giao thừa. Grandparents' house, nhà của ông bà. At the top of a hill, trên đỉnh của một ngọn đồi. Very beautiful, rất là đẹp. Bây giờ cô sẽ dịch sang tiếng Việt từng câu một để các em hiểu được nội dung của bài văn này nhé. Của bài đọc này nhé. Last month was the Tết holiday. Tháng trước là kỳ nghỉ Tết. All of my family, tất cả gia đình của tôi, came to my hometown, đã về quê.
to celebrate together, để ăn mừng cùng nhau. My hometown, quê của tôi, Đà Nẵng, is in the middle of Vietnam, ở miền trung của Việt Nam. My cousins, anh chị em họ của tôi, traveled from Ho Chi Minh City by plane, đã đi từ thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay. Before Tết, trước Tết, we cleaned our house to prepare for the holiday. Chúng tôi đã dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị cho ngày lễ, để chuẩn bị cho Tết. On New Year's Eve, vào đêm giao thừa, there was a party at my grandparents' house. Có một bữa tiệc ở nhà của ông bà tôi. They live at the top of a hill. Họ sống trên đỉnh của một ngọn đồi. Ông bà sống trên đỉnh của một ngọn đồi. Their house is very beautiful. Nhà của ông bà rất là đẹp. There are orange trees. Có những cái cây cam. And lots of flowers. Và rất là nhiều hoa. On the first day, ngày mùng 1 Tết, dressed in, mặc đồ, new clothes, quần áo mới, lucky money, tiền lì xì, stayed at home, ở nhà. On the first day of Tết, ngày mùng 1 Tết, my brother and I dressed in new clothes. Anh trai tôi và tôi đã mặc quần áo mới. And my grandparents gave us lucky money. Và ông bà đã lì xì cho chúng tôi. We stayed at home. Chúng tôi đã ở nhà with our family. Với gia đình của chúng tôi. We ate bánh chưng and fruit. Chúng tôi đã ăn bánh chưng và trái cây. We played lots of games. Chúng tôi đã chơi nhiều trò chơi. Visited, thăm. The second day, ngày mùng 2. To, cũng. Walked along, đi dọc theo. Talked together, nói chuyện cùng nhau. All day, cả ngày. On the third day, ngày mùng 3. Took gifts to, mang quà đến. We visited our friends on the second day of Tết. Chúng tôi đã viếng thăm bạn bè của chúng tôi vào ngày mùng 2 Tết. They had new clothes and lucky money too. Họ cũng có quần áo mới và tiền lì xì. We walked along the beach. Chúng tôi đã đi dọc theo bãi biển. We laughed and talked together all day. Chúng tôi đã cười và nói chuyện cùng với nhau cả ngày. On the third day, vào ngày thứ ba, we took gifts to our teachers. Chúng tôi đã mang quà đến tặng cho cô giáo. My teacher's house is between the beach and the town. Nhà của cô giáo tôi nằm ở giữa bãi biển và thị trấn. I gave her flowers and fruit. Tôi đã tặng cô hoa và trái cây. My teacher was happy to see me. Cô giáo của tôi rất vui khi gặp lại tôi, khi nhìn thấy tôi, and said, và nói Happy New Year.
chúc mừng năm mới. My holiday was very happy. Kỳ nghỉ của tôi rất là hạnh phúc, rất là vui. I love Tết. Tôi yêu Tết. By Nguyễn Thị Oanh. Bài này được viết bởi Nguyễn Thị Oanh. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài số 3. Read again and complete the sentence. Đọc lại đoạn văn phía trên và hoàn thành câu. Câu số 1. Đà Nẵng is Oanh's hometown. Đà Nẵng là quê hương của Oanh. Chúng ta thử xem nào. My hometown, Đà Nẵng, is in the middle of Vietnam. Nên câu này các em điền hometown. Number 2. Oanh's grandparents, ông bà của Oanh, live at the top of a, sống ở trên đỉnh của chấm chấm chấm. Chúng ta tìm thông tin trên đoạn văn. There was a party at my grandparents' house. They live at the top of a hill. Họ sống trên đỉnh của một ngọn đồi. Chính vì vậy, number 2, các em điền cho cô hill. Number 3, Wang and her brother. Wang và anh trai had new, đã có cái gì mới. On the first day of Tết, vào ngày đầu tiên của Tết, my brother and I dressed in new clothes. Tôi và anh trai của tôi đã mặc quần áo mới. Chính vì thế, number 3, các em điền clothes, new clothes, có quần áo mới. Number 4, Wang's teacher, cô giáo của Wang, was to see her, khi nhìn thấy cô ấy. My teacher was happy to see me and said Happy New Year. Vậy thì number 4, cô giáo của Oanh, happy to see her, vui khi gặp cô ấy. Để làm được bài đọc này và để trả lời cho câu hỏi của bài số 3 được, em phải đọc hiểu được bài đọc này thì em mới có thể trả lời được câu hỏi. Nên mà để hiểu được cái bài đọc này thì các em phải thuộc từ vựng kem nhé. Các em thân mến, bài học của chúng ta hôm nay tới đây là kết thúc rồi. Cô Hằng hẹn gặp lại các em trong các bài học lần sau nhé.